Một ngày thu gió heo may, nhân vật trải nghiệm Mỹ Duyên cùng với nhóm thực hiện ký sự đang có mặt trên chuyến hành trình tìm đến nơi dòng Cửu Long hòa cùng đại dương. Những cảm giác nồn nao đang dần dần lan tỏa trong tâm thức Mỹ Duyên ngay khi hành trình ký sự nơi cuối dòng Cửu Long mới bắt đầu. Thông thường, ở nơi dòng sông chảy ra và đổ vào biển được gọi là cửa sông hay cửa biển. Dòng sông nước ngọt khi gặp biển tạo ra dùng nước không mặn như nước biển, không ngọt như nước sông, gọi là nước lợ. Hệ sinh thái cửa sông không những có biến thiên về thủy triều lên xuống mỗi ngày, mà còn có biến thiên về độ mặn và độ đục. Cửa sông là nơi dòng nước chảy chậm lại, nên phù sa có dịp lắng tụ xuống, tạo ra những cánh rừng ngập mặn hay những bãi bồi rộng hàng ngàn hecta. Nơi đây được ví như bức tường xanh bảo vệ đê biển, làng xóm, khỏi bị tàn phá bởi gió bão, nước biển dâng và cả thảm họa sóng thần nếu xảy ra. Và bây giờ, trước mắt Mỹ Duyên là một không gian trời nước bao la của dòng cổ chiên tiếp giáp với biển Đông. Như cái lẽ tự nhiên, khi dòng sông chảy qua một địa phương nào đó, rất có thể sẽ được gọi với một cái tên khác do nhiều nguyên do khách quan. Cổ chiên, một nhánh của sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu Long, Mekong là một con sông như thế. Đây cũng là điểm khởi đầu của bao câu chuyện trong ký sự nơi cuối dòng Cửu Long mà chúng ta đang theo dõi. Sông Cổ Chiên đổ ra biển bằng hai cửa là Cung Hầu và Cổ Chiên. Trong đó, cửa Cung Hầu mới xuất hiện khoảng cuối thế kỷ thứ 19, còn sách Đại Nam Nhất Thống Chí thì gọi chung hai cửa biển này là cửa Cổ Chiên. Đây là một trong những cửa biển lớn quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh Trà Vinh nói riêng. Có nguồn tài nguyên hải sản dồi dào, nhiều loại hải sản có giá trị thương phẩm cao. Đó là phần đất và nước của tỉnh Trà Vinh tiếp giáp với một phần sông Tiền. Bên cạnh phần tiếp giáp với sông Tiền, tỉnh Trà Vinh còn tiếp giáp với một phần sông Hậu trước khi đổ ra biển Đông qua cửa Định An. Cửa biển Định An thuộc xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải là cửa sông lớn và rất quan trọng trong giao thương hàng hải ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài nhiệm vụ đón các loại tàu biển tải trọng lớn ra vào sông Hậu, cửa Định An là chốn đi về của hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân địa phương và vùng lân cận. Và nữa, Trà Vinh còn tiếp giáp biển Đông với những bãi biển dài hàng chục cây số. Nhưng đó là câu chuyện của các chương hồi tiếp sau. Còn giờ đây, Mỹ Duyên và ekip ký sự nơi cuối dòng Cửu Long đang tận hưởng cái không khí mát lành và cảnh quan tươi xinh của những cửa sông tuyệt đẹp. Có thể nói, lênh đênh trên các cửa sông luôn mang đến người trải nghiệm những cảm nhận thú vị và cảm xúc mênh mang. Mỹ Duyên cũng vậy, thông dong qua cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, rồi cửa Định An mới cảm nhận hết sự kỳ diệu của trời nước mênh mang, bất tận. Ngoài nghề đáy hàng khơi, thì bà con dùng cửa sông còn phát triển hình thức đánh bắt gần bờ, như đi ghe lưới, ghe câu, cào biển. Không chỉ là cuộc mưu sinh hàng ngày, mà các hình thức đánh bắt này còn là thói quen, là tình cảm bền chặt của con người gắn liền với biển, mang lại cho cư dân xóm biển một cuộc sống ổn định hơn. Khi tàu đã đến nơi giao hòa giữa dòng Cửu Long với đại dương bao la, Mỹ Duyên chợt nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Quan Huy. Là cửa nhưng không then quá, cũng không khép lại bao giờ. Mênh mông một vùng sóng nước, mở ra bao nỗi đợi chờ. Đó có thể là sự chờ đợi của những người mẹ, người vợ ngóng chồng đi biển. Đó có thể là sự chờ đợi con nước lớn trồng của những người làm nghề hạ bạc, hay sự đợi chờ biển yên sóng lặng của những ngư dân vươn khơi bám biển đánh bắt xa bờ, hay đơn giản là sự đón đợi giữa bến và thuyền.